nếu các hữu tình đắm trước pháp không quên mất tánh luôn luôn xả hữu vi thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn nếu các hữu tình đám trước trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hữu vi thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo thành tựu pháp chân vô lậu vô sắc vô kiến vô đối an trụ trong đó nếu các hữu tình đáng đắc quả dự lưu thì phương tiện cứu vớt khiến an trụ quả dự lưu nếu các hữu tình đáng đắc quả nhất lai thì phương tiện cứu vớt khiến an trụ quả nhất lai nếu các hữu tình đáng đắc quả bất hoàn thì phương tiện cứu vớt khiến an trụ quả bất hoàn nếu các hữu tình đáng đắc quả a lai A-hán thì phương tiện cứu vớt khiến an trụ quả A-la-hán nếu các hữu tình đáng đắc quả vị độc giác thì phương tiện cứu vớt khiến an trụ quả vị độc giác nếu các hữu tình đáng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì phương tiện cứu vớt vì họ nói các đạo đại bồ đề chỉ rõ khuyên bảo chỉ dẫn khen ngợi khích lệ chúc mừng khiến an trụ quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện như thế các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quan sát hai pháp không là rốt giáo không biên giới an trụ trong hai pháp không là rốt giáo và không biên giới Tuy biết các pháp như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như việc biến hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có đều lấy vô tánh làm tự tánh, tự tướng đều không nhưng có thể an lập, là thiện là phi thiện, là hữu lậu là vô lậu, là thế gian là xuất thế gian, là hữu vi là vô vi, là quả dự lưu là năng chứng quả dự lưu, là quả nhất lai là năng chứng quả nhất lai, là quả bất hoàn là năng chứng quả bất hoàn, là quả a la hán là năng chứng quả a la hán, là quả vị độc giác là năng Năng chứng quả vị độc giác là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là năng chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đều không tạp loạn lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát rất là hy hữu, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quan sát hai pháp là không rốt giáo, không biên giới, an trụ trong hai pháp là không rốt giáo, không biên giới. tuy biết các pháp như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như việc biến hóa hoàn toàn chẳng phải thật có đều lấy vô tánh làm tự tánh tự tướng đều không như có thể an lập là thiện là phi thiện là hữu lậu là vô lậu là thế gian là xuất thế gian là hữu vi là vô vi vân vân đều không tạp loạn Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, các đại Bồ Tát thật là hy hữu, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy biết các Pháp đều là tánh không, rốt giáo, không biên giới, nhưng có thể an lập thiện phi thiện vân vân chẳng tạp loạn này thiện hiện các ông nếu biết các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có pháp rất là hy hữu thanh văn độc giác đều chẳng có chẳng có thể suy lường được tất cả thanh văn độc giác các ông đối với biện tài của các đại bồ tát còn chẳng có thể trả lời huống là hữu tình khác mà có thể đáp được hết quyển thứ ba trăm bảy chín